Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu phần 3/6 của bài 15. Trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cái bảng từ mới. Từ thứ 14 chúng ta có từ sang. Sang, âm Hán Việt là thượng hoặc là thướng. Thì có người cho rằng khi mà nó là danh từ, từ chỉ phương hướng ở trên thì là thượng, còn khi nó là động từ đi lên thì nó là thướng. Điều này tùy các bạn. Và phần lớn người ta cho rằng từ sang này có âm Hán Việt là thượng thôi. À, chúng ta tìm hiểu à, nghĩa thứ nhất là lên nó là động từ như vậy sang sớ là lên xe mời anh lên xe chuyển đi sang sớ à, sang lỗ là lên lầu ví dụ bố lên lầu rồi của ba bà, bà sang lỗ là rồi sang san là lên núi và sang phê chi là lên máy bay ví dụ như là 6 giờ lên máy bay lưu tiền sang phê chi chúng ta xem ví dụ bên dưới miễn thiên chào sang lưu tiền ban sang sớ Miễn thiên chào sang lưu tiền ban Tức là 6 giờ rưỡi sáng ngày mai Sang sơ là lên xe Tà à. Ta giá bố giao lãi Ta giá là mọi người bố giao là đừng Bố giao lãi hòa na Đừng đến trễ nhé à, Với cái nghĩa thứ hai của nó là trên Như vậy là sơ sang là trên xe Trên xe Ví dụ như đồ tôi để ở trên xe rồi Tung si của phán trai sơ sang là à, Bố ở trên lầu Ba bà trai lỗ sang ba bà giai lỗ sang rồi sang sang là trên núi ví dụ như uh, dầu cha chai sang sang nhà của bạn tôi ở trên núi và phê chi sang là trên máy bay bây giờ anh ấy trên máy bay rồi xin dài tha chai phê chi sang là từ sang chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới chơ sang mỹ ở chỗ quay là chơ sang mỹ ở chỗ quay là trên xe không còn chỗ ngồi nữa không còn chỗ ngồi nữa mỹ cho là của có nhiều nghĩa trong đó có một cái nghĩa là đón ti này là ti sơ là taxi tả ti có nghĩa là đón taxi của ta tả chúng ta đón taxi đi nhé từ ti này vốn còn có cách đọc khác là tơ chúng ta đã gặp nhiều lần rồi và từ sang này còn có một nghĩa khác là trước như vậy là tháng trước sẽ nói là sang cơ duyên tháng này là trưa cơ duyên và tháng sau là xe cơ duyên rồi ta có từ sinh si là tuần như vậy là tuần trước là sang cơ sinh si sang cơ sinh si tuần này là trưa cơ sinh si và tuần sau là xe cơ sinh si và ta có từ xưa là lần như vậy là sang xưa là lần trước có thể nói là sang ý xưa lần này là trưa xưa trưa ý xưa và lần sau là xe xưa hoặc là xe ý xưa chúng ta xem ví dụ bên dưới Sang ke xin xí là tuần trước. Sang ke xin xí hoặc phu mụ sủng mày của huệ lại. Sang ke xin xí hoặc phu mụ sủng mày của huệ lại. Hồi tuần trước, bố mẹ tôi từ Mỹ trở về. Huệ lại là về đây. kế tiếp chúng ta có từ thứ 15 là show peo chu. Show peo chu. Show là chữ thụ. sâu âm hóa Việt là thụ. Thụ có nghĩa là bán, nằm trong từ tiêu thụ. Peo có nghĩa là phiếu, là cái vé và chu là chữ xứ có nghĩa là nơi hoặc là chỗ như vậy là show chu tức là cái chỗ bán vé thì mình dịch là quầy bán vé cũng được chúng ta xem các ví dụ bên dưới xin quên số chu nở xin quên số theo chu nở xin hỏi cái quầy vé ở đâu hoặc là cái phòng bán vé ở đâu chai trên biên chai trên biên ở phía trước xe cảm ơn và chúng ta có thêm một cái từ mở rộng là sâu peo duyển sâu peo duyển là nhân viên bán vé chúng ta xem ví dụ bên dưới của trẻ trẻ sư show của trẻ trẻ sư chị tôi là nhân viên bán vé tha trai tên diễn viên cung trò tha trai tên diễn viên cung trò tên diễn viên là rạp chiếu phim chị ấy làm việc ở rạp chiếu phim xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xin quên sâu so, peo chu trai nở cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ 16 là từ che che âm hán Việt là dài à, có nghĩa là đường nhưng mà là đường phố như vậy là những con đường mà ở các cái trung tâm đô thị rồi thị trấn rồi thì mới gọi là che được à, đường phố hoặc là phố xá còn ta có một từ lưu là đường thì đường nào cũng được đường lớn đường nhỏ gì kể cả những cái nghĩa trụ tượng ví dụ như là con đường chết À, cũng có thể dùng được từ lưu còn che là chỉ dành riêng cho đường phố hoặc là phố xá thôi hai bên có nhà cửa chúng ta xem ví dụ bên dưới xin quên thay dẫn cung sư chai xin quên thay dẫn cung sư nợ xin hỏi công ty thái dương ở đâu chai hủ hào han che hủ hào han là hồ hảo hớn chai hủ hào han che ở đường hồ hảo hớn yên mát Duyền má xa không? Bu không xa Chúng ta có một ví dụ khác nữa ACB diễn hãng về trai Hồ hào hành em mà Ngân hàng ACB cũng ở đường hồ hảo hớn phải không? Bu ACB diễn hãng chưa trai Rành sư miễn khai chế Rành sư miễn khai tức là Nguyễn Thị Minh Khai Rành sư miễn khai là đường Nguyễn Thị Minh Khai Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào 请问太阳公司在哪儿？在湖好汉街，远吗？不远。A C B 银行也在湖好汉街吗？不，A C B 银行就在软市明泰街。 Cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ 17 Đó là từ phan biên Phan biên, âm hán Việt là phương tiện Nhưng cái nghĩa của nó Ở trong tiếng Hán hiện đại thì có nghĩa là tiện Hoặc là thuận tiện Như vậy các bạn cũng lưu ý điều này Vì trong tiếng Việt mình từ phương tiện Với thuận tiện hay là tiện thì nó khác nghĩa với nhau hoàn toàn Chúng ta xem các ví dụ bên dưới xào liễn Hoàn sang đi sáng cho sở mơ. xào liễn Hoàn sang đi sáng cho sở mờ bạn Lâm à, buổi tối bạn thường làm gì? Hoàng sang, nì chẳng cho sầm mơ. Hòa chẳng suy tả hoàng xỉu. Hòa chẳng suy tả hoàng xỉu. Tôi thường đi chơi quần vợt. Tôi thường đi chơi tennis tả hoàng xỉu. Nì suy nả tả hoàng xỉu nó. Nì suy nả tả hoàng xỉu nó. Bạn đi đâu để chơi quần vợt vậy? Sẽ xeo phẳng biên, dù ý cơ, hoàng xỉu chẳng sẽ xeo phản biến tức là bên cạnh giường dù ý cơ hoàng xíu trạng dù ý cơ hoàng xíu trạng hoàng xíu là tennis hoàng xíu là sân tennis Cái bên giường cạnh trường có một cái sân tennis na thay phản biến là na thay phản biến là thế thì tiện quá rồi na đây có nghĩa là thế thì thay phản biến là tiện quá à", tôi à dù lưu chỉ yêu 5 phút à đúng vậy

Na thai phang biên là Tuy à lưu trừ yào ủ phân Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 18 Từ thứ 18 là từ tràn Tràn âm phán Việt là trạm Vẫn còn dùng trong tiếng Việt của mình Ví dụ trạm xe à, Trạm xe trạm tức là cái bến thôi Bến hoặc là ga trạm xe bến xe Ga xe à, Chúng ta xem ví dụ bên dưới

Nghĩ xiàng sư sầm mơ chưa sư sầm mơ Bạn muốn ăn gì thì cứ ăn cái đó Tức là bạn muốn ăn gì cũng được Nhưng mà tiếng Hoa nó nói như vậy đó Nghĩ xiàng sư sầm mơ chưa sư sầm mơ Bạn thích ăn gì thì cứ ăn gì à, Bạn thích ăn gì thì cứ ăn cái đó Họ miễn thiên chen Họ miễn thiên chen Vâng, ngày mai gặp nhé Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Miễn thiên hoàn sang Hòa mình sư sư phan 好，几点去？六点半。你在学校对面的车站等我吧。好，明天我们去吃什么？你想吃什么就吃什么。好，明天见。 Và đến đây chúng ta có cái bản danh từ riêng. Thứ nhất chúng ta có từ Quảng Hải Biển. Quảng là họ Vương, Quảng Hải Biển là Vương Hải Bình. À, tên riêng thôi. Thứ hai chúng ta có từ Gia Tăng. Gia Tăng, Gia này nằm trong Gia Trâu là Á Châu, tức là Châu Á đó. Nhưng mà ở đây à, cái từ này được dịch theo phiên âm của cái tên một phương Tây. Gia Tăng là Adam, Adam. À, Và một à, danh từ riêng nữa là sen Cạn. Xen càng, âm Hán Việt là hương cảng, à, tức là Hồng Kông. À, xin mời mọi người chúng ta cùng đọc. Quảng hài biển, gia tăng, xen càng. Và đến đây mình xin kết thúc phần 3 trên 6 của bài 15. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. Xin chúc mọi người học tốt môn ngoại ngữ này nhé.